Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Quỹ Cốc Tử và 72 ký sách áp dụng trong kinh doanh. Trong video này, Ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị các ký sách từ 51 đến 60 của Quỹ Cốc Tiên Sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị các câu chuyện ứng dụng trong quân sự và trong kinh doanh. Ví dụ như bí mật kinh dịch đằng sau câu chuyện mượn gió đâm của Gia Cát Lượng. Nghệ thuật tuyển dụng tài tình đỉnh cao của Steve Jobs với câu nói nổi tiếng: anh muốn cả đời đi bán thứ nước đường ấy hay muốn cùng tôi thay đổi thế giới, đã khiến cho John Sculley, CEO của PepsiCo, bỏ lại sự nghiệp mà ông đã gây dựng hơn 10 năm để cùng với Steve Jobs điều hành Apple. Nghệ thuật quân sự tài tình của vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược. Ý nghĩa sống mong rằng video này sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Quỹ Cốc Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Phần 6. Kế thứ 51, lưu danh muôn thuở. Diễn giải: bậc hiền sĩ dù đã qua đời vẫn được mọi người nhắc đến như có tình sâu nghĩa nặng. Có những kẻ sống trên đời chỉ biết tranh danh đoạt lợi, tàn sát hung hãn như mãnh thú. Có kẻ đạt được danh hiệu thì kiêu căng tự mãn, bị tiền và nữ sắc làm cho mê muội tâm trí. Dù có sung sướng hưởng lạc vài chục năm, nhưng sau khi chết đi sẽ để lại tiếng xấu ngàn thu. Điện cố quân sự: tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường sắt đá không đội trời chung với quân thù của Trưng Trắc và Trưng Nhị đã truyền động lực to lớn cho nhân dân đồng lòng tham gia chống giặc. Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em nổi tiếng trong sử Việt. Hai bà Trưng có công đánh đuổi quân Hán đô hộ, giành lại độc lập cho dân tộc từ năm 40 đến năm 43. Theo sách Thiên Nam Ngũ Lục, trước khi dựng cờ khởi nghĩa ở Mê Linh tấn công về Luy Lâu, hai bà Trưng đã ra lời thề ở Hát Môn: một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức làm chồng, bốn xin vỏn vẹn sợ công lên này. Chính tinh thần lưu danh muôn thuở này đã thôi thúc tinh thần yêu nước của người Việt trỗi dậy, quật ngã những kẻ cướp nước. Theo một số học giả như Đào Duy Anh, Trần Quốc Vượng, do chính sách đồng hóa gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà Đông Hán đối với người Việt tại Giao Chỉ đương thời, các lạc tướng người Việt liên kết với nhau để chống lại nhà Hán. Trưng Trắc kết hôn với con trai lạc tướng ở Chu Diên là Thi Sách. Hai nhà cũng có chung chí hướng chống Hán. Khoảng năm 39 đến 40, nhằm trấn áp người Việt chống lại, Thái thú Tô Định giết Thi Sách. Trưng Trắc và các lạc tướng càng căm thù, cùng Trưng Nhị mang quân bản bộ về giữ Hát Giang, nay là xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị chính thức phát động khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân hai bà đánh hãm trị ở Lưu Lâu, Tô Định phải chạy về Nam Hải tức Trung Quốc. Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương hay còn gọi là Trưng Vương. Áp dụng trong kinh doanh: anh muốn cả đời bán nước đường hay cùng tôi thay đổi thế giới? Steve Jobs để chứng minh ông là một nhà thương thuyết tài giỏi khi chỉ với một câu hỏi: anh muốn cả đời đi bán thứ nước đường ấy hay cùng tôi thay đổi thế giới? Khiến cho John Sculley, CEO của PepsiCo, bỏ lại sự nghiệp ông đã gây dựng hơn 10 năm để cùng với Steve Jobs điều hành Apple. Steve Jobs mời John Sculley vì ông rất ấn tượng về những điều mà Sculley đã làm cho PepsiCo. Làm việc tại tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như PepsiCo quả là điều đáng tự hào với rất nhiều người. Thế nhưng, câu nói trên của Steve Jobs lại hướng người nghe đến một sứ mệnh mà các vĩ nhân thường khao khát hướng đến, đó là thiên mệnh thay đổi thế giới, lưu danh muôn thuở. Steve Jobs đã tìm tới John Sculley với niềm tin rằng ông đang trao cho John Sculley cơ hội để thay đổi thế giới, chứ không phải chỉ với ý nghĩ là Apple cần một người tài giỏi như Sculley làm CEO.
Dù biết rằng lời đề nghị này là một cơ hội tốt cho John Sculley, nhưng mọi chuyện sẽ không thành nếu như Steve Jobs không thể hiện điều đó qua câu hỏi ngắn gọn, nhưng đã truyền cảm hứng rất mạnh để đánh thức tham vọng của vị CEO của PepsiCo. Có thể nói, tài thương thuyết của Steve Jobs là một trong những lý do chính khiến cho ông thành công. Không chỉ John Sculley, ông còn thuyết phục được rất nhiều nhân tài khác về làm việc cho mình như Tim Cook, các CEO khác, các kỹ sư tài giỏi của công ty đối thủ. Và tất nhiên, ông còn thuyết phục thành công hàng triệu người trên toàn thế giới say mê Apple như điếu đổ. Kế thứ 52, thoái binh, chế binh. Diễn giải: có thuật lui binh, có phép chế binh. Ngụ ý là một người bình tĩnh, thận trọng, luôn làm điều thiện, đức độ cao cả, thì dù một thân một mình đi vào hang ổ đối phương cũng có thể làm cho đối phương phải kính nể, không dám tàn hại. Một người như vậy thì nơi nào cũng là đất sống, không có gì đáng gọi là hiểm nguy. Điển cố quân sự: Lưu Bị nhờ được đánh giá là người nhân nghĩa nên trong cuộc đời ông, dù lưu lạc nhiều nơi, có khi nương nhờ ngay chính kẻ thù của mình mà vẫn bảo toàn tính mạng. Trong giai đoạn Tào Tháo đối đầu với Lữ Bố, Lưu Bị đã liên thủ với quân Tào để công phá Từ Châu. Kể từ lúc đó, Lưu Huyền Đức đã thuận thế nương nhờ Tào Tháo. Sau đó không lâu, ông đầu quân cho Viên Thiệu, rồi chạy tới Kinh Châu phụng sự cho Lưu Biểu. Có thể thấy, nửa đời người trước của Lưu Bị từng lang bạc khắp nơi, mỗi lúc lại nương nhờ một thế lực, nhưng vẫn được đối phương kính nể. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến Lưu Bị trở thành nhân vật mà ai cũng muốn thừa nhận bắt đầu từ 5 lý do chủ chốt dưới đây. Thứ nhất, tính cách của Lưu Bị rất được mọi người yêu quý. Sinh thời, Lưu Huyền Đức nổi tiếng là người khoan hậu, nhân ái, vui buồn không lộ ra mặt, còn được ví như mang bóng dáng của Hán Cao Tổ năm nào. Một người có tính cách như vậy thường sẽ tỏ ra khiêm tốn, hòa nhã, cư xử khéo léo, bất luận đi tới nơi nào cũng nhận được sự hoan nghênh. Lưu Bị cũng nhờ đó mà có được danh tiếng rất tốt. Vào thời loạn thế, các lỗ chư hầu đều ráo riết chiêu mộ nhân tài. Nếu có được một danh sĩ nổi danh tới nương nhờ, họ tất nhiên sẽ vui vẻ mở rộng cửa chào đón. Thứ hai, Lưu Bị dù mấy lần đổi chủ nhưng không làm ra việc bất nghĩa. Sự thực là Lưu Bị từng phụng sự dưới trướng của không ít người, nhưng lại chưa bao giờ làm ra những việc không hợp đạo nghĩa. Thậm chí, những lý do khiến Lưu Bị đổi chủ còn trở thành những thứ chứng minh cho sự trung nghĩa của ông. Ví như năm xưa, khi tách khỏi Công Tôn Toản, Lưu Bị đã dựa vào lý do rất mực hợp tình hợp lý, đó là đem quân giúp Đào Khiêm cứu Từ Châu. Lúc giải biệt Tào Tháo, Lưu Huyền Đức cũng dựa vào lý lẽ là vân mệnh của Hán Hiến Đế. Ngay cả khi theo Tào Tháo đánh Lữ Bố, ông cũng đưa ra một nguyên nhân không ai có thể phủ nhận. Đó chính là việc Lữ Bố phản bội và chiếm Từ Châu trước. Như vậy có thể thấy Lưu Bị mặc dù nhiều lần thay đổi trận doanh, nhưng mỗi lần được có lý do chính đáng. Chính những lý do này đã khiến cho uy danh của ông không bị tổn hại, mà ngược lại còn làm tăng thêm danh tiếng. Bởi vậy mà có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo cho bằng được một nhân tài hiểu đạo lý như Lưu Huyền Đức. Thứ ba, thân phận của Lưu Bị có sức ảnh hưởng. Ngay từ khi rời núi để gây dựng đại nghiệp, Lưu Bị luôn tuyên bố với thiên hạ rằng mình là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Sau này, dưới sự chứng kiến của quần thần, thân phận của ông cũng được Hán Hiến Đế công nhận. Lưu Bị nhờ vậy mà đường hoàng trở thành một hoàng thúc chính thức của Đại Hán. Vào giai đoạn thiên hạ đại loạn như bấy giờ, danh hiệu hoàng tộc của Lưu Bị có thể xem như là một tấm biển quảng cáo dát vàng. Chính vì lý do này mà mọi thế lực lúc bấy giờ đều mong muốn sở hữu nhân tài có thân phận và có sức ảnh hưởng như vậy. Thứ tư, năng lực của Lưu Bị là không thể xem thường. Luận về thực lực, Lưu Bị dù không được tính là rất mạnh nhưng cũng khiến cho người khác không thể xem thường. Không chỉ bản thân Lưu Huyền Đức có năng lực lãnh binh đánh giặc, mà hai viên tướng, đó là Quan Trương dưới quyền của ông, đều là những người có thể tiêu diệt vạn địch trên chiến trường. Vừa có thực lực, lại vừa có nhân tài trợ giúp. Việc Lưu Bị được các thế lực lúc bấy giờ săn đón cũng là điều không hề khó hiểu. Thứ năm, Lưu Bị luôn coi trọng nhân nghĩa như sinh mạng. Cần phải khẳng định rằng, so với những đối thủ của mình,
Lưu Bị thua kém rất nhiều về địa vị. Ông không bằng Viên Thiệu ba đời làm tam công. Về mưu lược quyền biến, ông chắc chắn thua Tào Tháo. Về võ bị, Lưu Bị cũng không sánh nổi Lữ Bố hay Đổng Trác. Nhưng xét về lòng nhân đạo, Lưu Bị xứng đáng với danh hiệu anh hùng, xứng đáng làm đế vương nhờ tấm lòng yêu thương bách tính, quảng đại đức độ. Bây giờ, dưới trướng của Lưu Bị tập hợp những nhân tài xuất sắc thời Tam Quốc như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Lâm, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Hoàng Trung, Mã Siêu. Bản thân Lưu Bị cũng được xếp vào hàng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Có lần khi ngồi đối ẩm cùng nhau, Tào Tháo trỏ vào mặt mình và Lưu Bị mà nói: "Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có Sứ Quân và Tháo này mà thôi." Ứng dụng trong kinh doanh. Jack Ma, doanh nhân người Trung Quốc, từng nói: "Mọi việc vốn không có tốt xấu, quan trọng là bạn nhìn nhận nó như thế nào." Những người có thể làm nên nghiệp lớn luôn là những người có tâm thái vô cùng cứng rắn. Trong thời kỳ đầu khởi nghiệp, Jack Ma bị người khác coi thường, bị coi là kẻ ăn trộm không có lối thoát. Ngay cả đến bản thân ông cũng nghĩ rằng ông thất bại rất nhiều lần, là một người không có chút tư chất thiên bẩm nào cả. Ông muốn tìm một công việc ở KFC, 24 người phỏng vấn, 23 người trúng tuyển, chỉ có một mình ông bị từ chối. Ông thử đi thi cảnh sát, 5 người đi thi, 4 người được chọn, người không được chọn lại là ông. Khi Alibaba cần gọi vốn đầu tư gấp, ông gặp gỡ 30 nhà đầu tư tại thung lũng Silicon, không ai chịu bỏ tiền ra để đầu tư cho ông. Thế nhưng Jack Ma không bao giờ phàn nàn hay than vãn bất cứ điều gì. Ông luôn đối diện với khó khăn thử thách bằng một tâm thái tích cực. Mỗi lần bị từ chối đều là một lần để ông rèn luyện, rút kinh nghiệm, nâng cao bản thân. Cũng chính nhờ điều này mà ông đã đợi được câu trả lời mình muốn. Ông nhận được 25 triệu đô la trong vòng gọi vốn đầu tư cuối cùng. Có người hỏi Jack Ma, tại sao ông lại nỗ lực đến như vậy? Ông nói, tôi chỉ muốn chứng minh mình có thể sống rất rực rỡ. Ông luôn tin tưởng vào một câu nói rằng, bạn của ngày hôm nay được quyết định bởi những việc mà bạn đã làm từ 10 đến 15 năm trước. Chính sự nỗ lực ngày hôm nay sẽ quyết định cuộc sống 15 năm sau của bạn. Đối mặt với khó khăn, ông không bao giờ than thở nửa lời, dù rằng có lúc bàng hoàng lạc lõng, nhưng suy nghĩ chủ đạo trong lòng ông vẫn luôn là tâm thái tích cực đi lên. Kế thứ 53, đại hiền vô địch. Diễn giải: người giỏi quyền biến là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sai khiến quỷ thần, tùy thời tiết vào từng mùa mà biến hóa, khiến cho vạn vật trong thiên hạ phải phục vụ cho mình. Điển cố quân sự. Ví dụ, Khổng Minh cầu gió đông. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng được khắc họa là người có thể hô phong hoán vũ, được thiên địa thần linh giúp đỡ khiến cho quân Tào Ngụy thảm bại trong trận Xích Bích. Chu Du vì quá lo lắng nên thổ huyết mà ngã xuống bất tỉnh. Nghe tin, Gia Cát Lượng mượn cớ đến thăm và viết mật thư 16 chữ: dục phá Tào công, nghi dụng hỏa công, vạn sự cụ bị, chỉ kiếm đâm phong. Câu này có nghĩa là muốn đánh bại Tào Tháo thì nên dùng hỏa công, mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ chờ gió đông. Vui mừng vì Gia Cát Lượng hiểu được nỗi lo lắng của mình, Chu Du hỏi xem Lượng có kế gì hay. Gia Cát Lượng tự tin nói mình có tài hô phong hoán vũ, mượn gió đông 3 ngày 3 đêm để giúp cho Đông Ngô đánh Tào Ngụy. Theo yêu cầu của Gia Cát Lượng, Chu Du cho người lập thất tinh đàn ở phía nam Tịnh Sơn, tạo điều kiện để Lượng hàng ngày cầu khấn. Mặt khác, Chu Du cũng ra lệnh cho Hoàng Cái chuẩn bị sẵn 20 thuyền nhẹ, chất đầy vật dễ cháy để chuẩn bị đánh Tào. Nhiều ngày trôi qua mà thời tiết chưa có dấu hiệu biến chuyển, khiến cho Chu Du lo lắng. Nhưng đến một ngày, gió đông nam bỗng nhiên thổi mạnh, Chu Du chỉ chờ có vậy phất cờ tấn công. Hoàng Cái soái lĩnh đội thuyền hỏa công, vờ ra hàng Tào Tháo để tìm cách đến gần, rồi bất ngờ phóng hỏa, thiêu cháy chiến thuyền của Tào Ngụy. Gió đông càng thổi mạnh khiến cho lửa bén nhanh, chỉ trong chốc lát hàng trăm chiếc thuyền chìm trong biển lửa. Thừa thế xông lên, liên binh Lưu Bị, Tôn Quyền truy đuổi tàn binh Tào Tháo. Trên đường rút chạy gặp mưa lớn, quân Tào Ngụy chết rất nhiều. Tào Tháo sau đó phải giữ lại một phần binh sĩ trấn giữ Giang Lăng và Tương Dương, còn mình rút quân về phương Bắc. Gia Cát Lượng là người am hiểu về kinh dịch nên lợi dụng sự biến đổi định kỳ của thời tiết để giúp cho quân sĩ có sức chiến đấu tốt nhất. Theo cách lý giải khoa học, Xích Bích là khu vực nằm ở phía đông, gần khu vực sông Trường Giang. Vào mùa đông, vùng đất này hạ nhiệt độ nhanh hơn trên sông, tạo thành các khối khí áp cao, giúp cho xuất hiện gió đông nam trong từng khoảng thời gian nhất định.
Theo các học giả Trung Quốc, gia cát lượng có thể dự đoán sự xuất hiện của gió đông nam nhờ khả năng tinh thông địa lý và thiên văn. Ông có thể nhận ra những hiện tượng bất thường để biết được dấu hiệu thời tiết thay đổi. Sau này, khi đọc kinh dịch, Tào Tháo đã ngộ ra nguyên nhân thất bại của mình là bởi yếu tố thời tiết và chỉ còn biết cười lớn. Trong kinh doanh, đưa sự sáng tạo của tự nhiên vào công việc của bạn. Chun Ning-chu, tác giả cuốn sách nổi tiếng Mặt Dày Tâm Đen đã viết: điều làm cho một nghệ sĩ vĩ đại là khả năng của anh ta tái hiện sự sáng tạo của tạo hóa trong tác phẩm của mình. Một luật sư giỏi cậy đến trí tuệ của tạo hóa trong khi đưa ra lời biện hộ đầy thuyết phục. Một giám đốc kinh doanh giỏi sẽ bắt chước khả năng của tạo hóa cai quản cả vũ trụ bao la ở một quy mô nhỏ hơn. Cho dù bạn làm trong lĩnh vực nghề nghiệp nào, mức độ xuất sắc của bạn tỷ lệ thuận với mức độ bạn có thể khơi dậy những phẩm chất cao quý tiềm ẩn từ bên trong và áp dụng phẩm chất này vào những công việc hàng ngày của bạn. Tính cách không được tạo nên từ ánh nắng và hoa. Giống như thép, nó được tôi trong lửa, rèn bởi búa và đe. Một cơn gió mạnh có thể làm bật gốc rồi, nhưng không một cơn gió nào, cho dù mạnh đến đâu, có thể làm bật rễ cỏ đang uống rạp mình trước nó. Kế thứ 54, tiến công nước người. Diễn giải: chế ngự người thì nắm được quyền, đồng thời với việc tiến công nước địch phải chế ngự được người của địch. Điện cố quân sự: Hán Vương chinh phục thành nước Lỗ vì biết cách chế ngự làm dân qua kế của Trương Lương. Hán Vương tức Lưu Bang kéo binh mã đến vây kinh thành nước Lỗ đi chinh phục. Khi đại binh đến đây, thấy nước của thành Lỗ đóng chặt, cờ xí uy nghi. Quân Hán đánh phá bốn mặt luôn mấy ngày mà chẳng thấy trong thành động tĩnh gì cả, chỉ nghe những tiếng đàn ca reo rắc vang xa. Hán Vương nổi dậy, muốn dùng hỏa pháo bắn vào. Trương Lương can: không nên, nước Lỗ là nước của ông Chu Công ngày xưa, một nước lễ nghĩa. Nay cứ xem đại vương đem quân đến dưới thành, mà trong thành vẫn tưng bừng những tiếng đàn sáo, đủ biết là một nước không thể dùng sức mạnh để chinh phục. Xin đại vương đem đầu của Hạng Vương tức Hạng Võ bá cáo cho người nước Lỗ biết, rồi hiểu dụ cho họ thấy đại nghĩa, tự nhiên họ phải quy phục. Hán Vương theo lời, lấy đầu Hạng Võ treo dưới thành. Các bậc bô lão trong thành trông thấy đều khóc òa. Hán Vương cho người hiểu dụ rằng: Hạng Vương giết nghĩa đế, làm nhiều hành động bạo ác, gây nhiều tang tóc cho dân chúng. Người xưa có nói, chỉ có đạo đức lễ nghĩa mới đem lại một xã hội thái bình thịnh trị. Chỉ có lòng nhân mới đem lại cho dân chúng cảnh sống lạc nghiệp an cư. Hán Vương không có ác cảm với Hạng Vương, chỉ vì tôn trọng lòng nhân, diệt tàn bạo mà Hạng Vương phải chết. Nay nước Lỗ bế thành trái mạng, không biết theo đại nghĩa, thì sao gọi là một nước của thành nhân được? Các bô lão nghe lời hiểu dụ, cùng với bọn nho sĩ mở cửa ra đầu hàng. Hán Vương dẫn đại binh vào thành, vỗ an bá tánh, rồi dùng hiệu Lỗ Công an táng Hạng Vương ở phía đông cốc thành 15 dặm. Các lộ chư hầu dẫn quân đến chúc mừng. Ứng dụng trong kinh doanh: Jack Ma đã từng hứa một lời hứa đầy táo bạo rằng Alibaba sẽ tạo ra 1 triệu việc làm tại Mỹ trong 5 năm tới. Một lời hứa không chỉ đúng thời điểm mà đúng với cả mục tiêu của vị tổng thống vừa đắc cử của Mỹ vào tháng 1 năm 2017. Ngay sau đó, khi phát biểu trước tiền sảnh Trump Tower, ông Trump đã khẳng định: đây là một cuộc gặp tuyệt vời, Jack Ma và tôi sẽ cùng nhau làm những thứ vĩ đại. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Jack Ma lần đầu tiên cách lễ nhậm chức vài tuần. Trump không biết nhiều về Alibaba, nhưng ông ấy rất thích thú khi biết rằng người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm đến việc mua hàng từ các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ. Michael Evans, cựu chủ tịch của Goldman Sachs, người giúp kết nối cuộc gặp này cho biết: cũng giống như nhiều nhà lãnh đạo khác, động cơ của Jack Ma rất phức tạp. Trung Quốc là thị trường tiêu dùng khổng lồ và là một trong những thị trường có tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng Jack Ma cũng hiểu rằng ông cần chinh phục những vùng đất mới để Alibaba giữ được quỹ đạo tăng trưởng như hiện tại. Để thực hiện lý tưởng của mình, đưa Alibaba đến với toàn thế giới, Jack Ma bận rộn với công tác chuẩn bị để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu. Năm 2016, Jack Ma đã dành tổng cộng 800 giờ để ghé thăm các hoàng tử, tổng thống, thủ tướng và nhiều nhân vật cấp cao khác. Ông cũng là nhà kinh doanh đầu tiên của Trung Quốc khẳng định sẽ vượt qua biên giới của quốc gia này để vươn ra thế giới. Nhưng đáng tiếc, lời hứa trên đã được Jack Ma hủy khi căng thẳng về chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung.
Lời hứa được đưa ra trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị Mỹ-Trung, quan hệ thương mại hợp lý. Ông Jack Ma nói với Xinhua ngày 19 tháng 9 năm 2018, cơ sở đó hiện không còn, nên lời hứa của chúng tôi không thể thực hiện. Kế thứ 5 năm, giữ thế cân bằng. Diễn giải, ít rồi sẽ nhiều, thiếu rồi sẽ đủ, vạn vật trên đời vừa đối lập vừa thống nhất. Lão Tử cũng nói, đạo trời giống như chỗ cao thì dựa vào chỗ thấp, chỗ thừa thì bù vào chỗ thiếu, giữ cho cân bằng hài hòa là điều tối cần thiết. Điện cố quân sự. Lưu Bị tuyển dụng quân sư để phát huy sức mạnh của các võ tướng. Lưu Bị lập nghiệp với nhân sự ban đầu chỉ có ba anh em kết nghĩa, Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi. Cả ba anh em đều giỏi về võ nghệ. Lưu Bị giỏi về dùng kiếm, Trương Phi giỏi về dùng xà mâu, Quang Vũ giỏi về thanh đao. Ba anh em đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, nhưng thất bại vô số. Sau khi thấy Từ Thứ cố vấn về binh pháp phá vòng vây bắt trận đồ của Tào Nhân, giúp cho Lưu Bị thắng lớn trước Tào Nhân, thì Lưu Bị mới tỉnh ngộ, thấy rằng việc dùng mưu sĩ là vô cùng cần thiết để hoạch định chiến lược tác chiến. Đây là lý do Lưu Bị đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tuyển chọn quân sư, bất chấp ba lần tới nhà Tranh cầu hiện tại. Ông vẫn nhất quyết phải tìm gặp và mời Gia Cát Lượng về đội của mình. Lưu Bị đã kết hợp hài hòa giữa quan văn và quan võ để tạo thế đối trọng với Tào Ngụy và Đông Ngô, sau đó lập ra triều đình thuộc Hán, giữ thế chân vạc thời Tam Quốc. Ứng dụng trong kinh doanh. Thuyết con nhím ra đời dựa trên một câu chuyện ngụ ngôn của Hy Lạp cổ đại với ý nhấn mạnh là con cáo ma mảnh biết rất nhiều thứ, nhưng nhím lù đù thì chỉ thuộc nằm lòng một thứ thôi. Câu chuyện ngụ ngôn cáo dùng rất nhiều chiến lược mưu mẹo để bắt lấy nhím. Nó biết rình rập, tấn công, lại chạy nhanh và thậm chí còn biết cả giả chết. Ấy thế mà, hết lần này đến lần khác, cáo thường bị đánh bại, thân mình cắm chi chích gai. Sau tất cả, cáo vẫn không bao giờ hiểu được chuyện nhím chỉ biết làm thành thục một hành động, đó chính là tự vệ. Triết gia Isaiah Berlin lấy câu chuyện ngụ ngôn này đưa vào đời thực thông qua một bài luận của ông ra mắt vào năm 1953 với tựa đề The Hedgehog and the Fox, tạm dịch là cáo và nhím. Theo đó, Berlin đã phân loại con người thành hai nhóm, cáo và nhím. Trong bài luận, ông lập luận rằng cáo là loài động vật khéo léo và ma mảnh, luôn theo đuổi nhiều mục tiêu và lợi ích. Bởi chúng có quá nhiều mối quan tâm và chiến lược khác nhau, nên suy nghĩ của chúng thường bị sao nhãng và không tập trung. Do đó, trong dài hạn, chúng khó mà đạt được một thành tích thực sự xuất sắc. Trái lại, nhím tuy rất là lù đù và chậm chạp, và thường ít được chú ý đến, lại có thể nhìn mọi việc theo cách đơn giản và tập trung vào một tầm nhìn bao quát nhất. Đó là cách tư duy giúp cho nhím ra quyết định và làm mọi thứ, và điều đó giúp chúng thành công bất chấp mọi điều kiện bất lợi. Jim Collins đã đưa ra một mô hình quản trị trong cuốn sách nổi tiếng của mình Good to Great, tạm dịch từ tốt đến vĩ đại. Khái niệm này giúp cho tổ chức của bạn tập trung vào ba vùng, thứ nhất là đam mê, thứ hai là tài năng và thứ ba là động cơ kinh tế. Bằng cách hiểu thấu đặc thù từng vùng và đặc biệt quan trọng hơn là nắm tường minh về nơi mà ba vùng đất này giao thoa hài hòa nhất, thì bạn có thể xác định trọng tâm chính, giúp soi đường chỉ lối cho doanh nghiệp của bạn tiến đến những thành công có ý nghĩa và dài hạn, vừa hài hòa với nguồn lực của doanh nghiệp. Khi một tổ chức đã xác định được chiến lược con nhím của mình, lãnh đạo của tổ chức nên dành tất cả năng lượng và nguồn lực để phát triển thứ mà họ muốn làm tốt nhất. Collins cho rằng, khi mọi thứ trở nên khó khăn, thì doanh nghiệp nào tập trung vào điểm mạnh của mình thay vì quờ quạng tìm ra các chiến lược thay thế mới là doanh nghiệp có thể sống sót và phát triển. Kế thứ 5-6, ẩn náu chờ thời. Diễn giải, dụng chi hữu đạo, dụng chi tất ẩn. Lại nói, có đạo của tiên vương, có mưu của thánh trí, thảy đều không lộ liễu. Người thông tuệ thường thường ít bộc lộ sở trường của mình ở tất cả mọi nơi, mà luôn luôn nhường nhịn người khác. Nhưng sự ẩn giấu này chỉ là để chờ thời cơ chín mùi sẽ hiển lộ. Điển tích Khương Tử Nha câu cá chờ thời. Nói về điển tích câu cá chờ thời của Khương Thái Công đã chỉ cho mọi người thấy được đức tính kiên nhẫn của người làm việc lớn.
dù đã ngoài 80 tuổi không tham làm quan, vì thấy thời thế thay đổi, nhưng cách sống kiên nhẫn để đợi thời cơ làm nên sự nghiệp lớn của ông khiến cho hậu thế ai cũng phải kính trọng nể phục. Có thể nói, đó là một giai thoại hết sức hào hùng, to lớn. Khương Tử Nha, tên thật là Khương Thượng, tự Tử Nha, quê ở Đông Hải, sống vào thế kỷ 12 trước công nguyên, từ đời vua Thuấn đến đời nhà Hạ. Tổ tiên của ông được phong hầu ở đất Lã, nên lấy họ là Lã. Sau đến nhà Thương phong hầu lại cho các tướng lĩnh đại thần khai quốc, nên tổ tiên của ông đều trở thành thường dân và lấy họ là Khương, nên dân gian cũng có tên gọi ông là Lã Vọng. Khương Tử Nha có một thời gian làm quan ở triều Ca, nhưng chán ngán cảnh thời vận triều đình ngày càng suy vi nên bỏ lên núi Côn Lôn học đạo. Khi tuổi đã già, ông đến đất Tây Kỳ, tức Tây Chu sau này, sống ẩn dật nơi thác sâu rừng thẳm, núi non cao ngất. Lúc bấy giờ, triều đại Ân Thương đã đến độ suy kiệt, dân chúng lầm than, trụ vương là ông vua nổi tiếng sa đọa, chỉ biết hưởng thụ mà lại bất nhân. Các chư hầu lúc đó phò nhà Thương không chịu nổi với sự tàn bạo mất nhân tính của trụ vương nên đồng loạt phản kháng. Trong đó có Tây Bá Hầu Cơ Xương, tức Chu Văn Vương sau này. Để củng cố lực lượng, Cơ Xương đã âm thầm chiêu binh mãi mã, đãi ngộ hiền tài, lấy nhân nghĩa trị quốc, nên Tây Chu ngày càng lớn mạnh. Khương Tử Nha đoán được thời vận nhà Thương sắp tàn, nên ngày ngày ra câu cá ở bờ sông Vị, chờ thời cơ để lập nghiệp lớn. Hơn bao năm, ngồi câu cá để chờ thời, dân chúng trong vùng cho là ông là quái nhân khác người. Có người lại nói ông là kỳ nhân dị sĩ có chí lớn hơn người. Cơ Xương nghe được tin đồn và sự giới thiệu của Tôi Thần nên có lòng ngưỡng mộ, đã xa giá đến sông Vị để được diện kiến thánh nhân. Đúng như lời đồn, Cơ Xương đến bờ sông Vị thì thấy ông lão tóc bạc phơ, phong thái như thần tiên đang ngồi trên thạch bàn ung dung, buông cần câu. Lúc này Khương Tử Nha đã 80 tuổi. Tùy Tùng đến bên cạnh Khương Thượng, nhưng Khương Thượng không thèm nhìn, vẫn vừa bình thản câu cá vừa lẩm bẩm. Câu này, cá không cắn câu, tôm tép đến quấy rối. Sau khi Chu Văn Vương nghe lời lính bẩm cáo, liền phái một viên quan to đến dò hỏi, nhưng Khương Thượng vẫn không để ý, miệng vẫn lẩm bẩm. Câu này, cá lớn không cắn câu, cá nhỏ đừng quấy rối. Sau khi viên quan trở ra báo cáo với Văn Vương, lúc này Văn Vương mới chợt hiểu ra, cảm thấy kẻ đi câu này có thể là bậc hiền tài, liền đích thân đến thăm hỏi. Cơ Xương vội bước đến hạ mình, kính thỉnh vị lão ông để hỏi chuyện. Dám hỏi vị lão tiều phu tên họ là gì, sao lại ngồi đây câu cá với phong thái tự tại như vậy? Lão đến đây câu không phải mong đợi câu được cá, Khương Tử Nha ung dung trả lời. Các bầy tôi của Cơ Xương thấy vậy, liền tò mò đến chỗ ông lão xem thử, nắm dây câu thì lưỡi câu thẳng lì như lời đồn của mọi người. Bất ngờ với lời đồn đúng sự thật, nên Cơ Xương càng tỏ ra kính trọng bậc tiền bối và hành lễ. Tử Nha vẫn ung dung, lão phu vẫn có thói quen câu cá bằng lưỡi thẳng không cần mồi. Cá không cần phải cắn câu, nhưng đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu. Lúc này Cơ Xương hiểu được ý nghĩa sâu xa của Khương Tử Nha, vội lạy tạ, mong được sự phò tá của ông. Khương Tử Nha cười lớn, bỏ cần câu xuống vội vàng đỡ lễ của Cơ Xương tự xưng danh tính. Lão phu họ Khương, tên Thượng, tự Tử Nha, xin bái kiến hầu gia. Cơ Xương liền hỏi Tử Nha về thời thế bây giờ phải làm sao. Tử Nha liền khẳng khái nói thẳng, triều đình nhà Thương đã đến hồi tàn. Trụ vương vô đạo, bất nhân, khiến cho cuộc sống của muôn dân bách tính lầm than, ai oán khắp nơi. Chư hầu các nơi bất mãn nổi dậy, khiến cho thiên hạ ngày càng thêm dầu sôi lửa bỏng. Dám hỏi hầu gia, được muôn dân kính trọng, sao không tự mình tập hợp các chư hầu đứng lên phạt trụ, tự lập cơ nghiệp, cứu muôn dân khỏi cảnh khổ? Cơ Xương nghe được những lời này như bật sáng trong lòng, càng quả quyết đứng lên phạt trụ và đích thân mời Khương Tử Nha ngồi chung xa giá cùng bàn luận chuyện trị quốc. Ứng dụng trong kinh doanh, tỷ phú bất động sản ẩn mình chờ thời. Xếp thứ hai trong danh sách các tỷ phú bất động sản giàu có nhất thế giới năm 2018 của Forbes, Lý Triệu Cơ, chủ sở hữu tập đoàn nhà đất Henderson, từ người giàu thứ 19 thế giới hồi đầu năm 2012,
Theo Bloomberg, người được mệnh danh là Warren Buffett của Hồng Kông trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực địa ốc thập niên 1990 của Hồng Kông. Lý Triệu Cơ, sinh năm 1928 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là người con thứ tư trong gia đình. Ông Lý thường được mọi người gọi với tên thân mật là chú Tư. Ông rời Trung Quốc từ những năm niên thiếu để đến Hồng Kông tiếp bước nghiệp kinh doanh vàng của cha mình. Lần đầu đặt chân đến Hồng Kông chỉ với khoảng 123 đô la trong túi, Lý Triệu Cơ đã chấp ngay cơ hội làm việc cho ông chủ một cửa hàng thu đổi ngoại tệ. Bằng số tiền ít ỏi đó, tỷ phú Lý đã sống qua ngày với niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt. Mãi cho đến năm 1958, Lý Triệu Cơ đưa ra một quyết định ngoạn mục, đó là tham gia vào thị trường bất động sản cùng với Goff Staxen và Phung Kinh Hay, chính thức thành lập công ty Internal Enterprise Company. Sau 5 năm, Lý Triệu Cơ lại tiếp tục nung nấu ý định hình thành cơ ngơi mới với công ty bất động sản Sơn Hân Cài. Đến những năm đầu của thập niên 1970, ông Lý trở thành một trong những huyền thoại trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Năm 1973, Lý Triệu Cơ chính thức thành lập tập đoàn Henderson Land Development, tham gia cùng với ông trong đồ án thành lập Henderson Land Development, còn có sự góp mặt của người anh trai là Lee Tetman và người chị gái là Lee Won King. Thời điểm Henderson Land Development ra đời, ông Lý duy trì công ty bằng cách thu gom từng mảnh đất nhỏ từ những năm đầu thập niên 1970 với tổng quỹ đất tích lũy chưa đến 2,7 triệu mét vuông. Sau đó, ông tìm mối quan hệ với các quan chức chính phủ, thảo luận về các mức phí, lệ phí về đất đai. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông Lý trở nên nổi tiếng khi đón đầu đúng thời điểm thị trường bất động sản Hồng Kông bùng phát. Ông ẩn mình tìm kiếm cơ hội trên những phân khúc mới và đưa ra các quyết định rất nhanh chóng nhờ vào sự nhạy bén và am hiểu thị trường. Ngoài lĩnh vực bất động sản, ông Lý còn có niềm đam mê tung hoành trên thị trường tài chính và chứng khoán. Bước vào tuổi 76 với tư tưởng không tập trung tích lũy tài sản để giàu có, mà việc quan trọng hơn là phải bảo toàn và phát triển khối tài sản đang có. Trùm bất động sản Lý Triệu Cơ đã quyết định thành lập tập đoàn tài chính Henderson Financial Enterprise Group và được mệnh danh là Warren Buffett của Hồng Kông. Sử dụng nội gián, diễn giải. Con gấu trước khi vồ mồi thường giấu mình rồi mới xông ra. Muốn hành động thì trước tiên hãy dùng nội gián. Người khôn ngoan chẳng những giỏi dùng binh trên chiến trường mà còn phải biết cài gián điệp vào hàng ngũ của đối phương để hoạt động. Điển cố quân sự. Nguyễn Huệ chú trọng đến công tác tình báo. Trong các hoạt động quân sự của ông, Nguyễn Huệ rất chú ý đến công tác tình báo. Tháng 5 năm Bính Ngọ, tức 1786, Nguyễn Huệ khi đem quân ra đánh Thuận Hóa mà chấn thủ là Phạm Ngô Cầu. Nhờ có tình báo, Nguyễn Huệ biết Phạm Ngô Cầu là kẻ mê tín và đa nghi. Nguyễn Huệ đã dùng mưu khiến cho Phạm Ngô Cầu bận rộn vào việc lập đàn chay, rồi Nguyễn Huệ lại dùng mưu ly gián, làm cho Ngô Cầu nghi ngờ Hoàng Đình Thể và cuối cùng không tiếp ứng cho Hoàng Đình Thể, để mặc cho quân Tây Sơn đánh giết cha con của Đình Thể. Năm 1788, khi mang quân ra đánh quân Thanh ở Thăng Long, Nguyễn Huệ cho Đô Đốc Bảo, Đô Đốc Long mang voi chiến, ngựa chiến đi đường tắt, lẻn vào lòng địch để đánh địch là vì ông đã nắm được đầy đủ tin tức về quân địch ở chung quanh Thăng Long. Điển tích thứ hai, Lã Thái Hậu cài nội gián làm tỳ thiếp của Lưu Hằng, sau này là Hán Văn Đế. Lã Thái Hậu vì muốn lấy lòng các chư hầu nên được quyết định chọn các mỹ nữ để tặng cho họ. Đồng thời các mỹ nữ này là đội nội gián được đào tạo để báo cáo cho bà biết thông tin từ các vị chư hầu để bà có kế sách hành xử. Trường hợp nổi bật nhất là cung nữ Đậu Y Phòng, từ chỗ là cung nữ hầu hạ Lã Thái Hậu, được nạp làm phi cho Lưu Hằng Đại Vương rồi lên chức Vương Hậu. Sau khi Lã Thái Hậu qua đời, Lưu Hằng lên ngôi hoàng đế, hiệu là Hán Văn Đế, thì Đậu Y Phong chính thức trở thành Hoàng hậu, rồi Thái hậu, rồi Thái Hoàng Thái hậu của Hán Thất. Kế thứ 58, uống nắng rửa sang. Diễn giải, thánh nhân vừa thấy công bèn uống nắng lại cho thẳng, tuy mức độ lệch lạc mà có cách trị thích đáng. Khi nền quốc gia xuất hiện nguy cơ, phải dùng đến quốc pháp bổ cứu. Nếu nguy cơ thực hiện nghiêm trọng, tất phải dùng hình pháp nghiêm khắc để xử lý. Điển tích, Khổng Tử sáng tạo ra đạo Nho để quản lý đất nước.
Đến năm thứ 9 đời vua Lỗ Định Công, Khổng Tử được 51 tuổi, được vua Lỗ mời ra làm quan, phong cho chức Trung Lô Tể để lo việc cai trị ở ấp Trung Đô, tức là đất Kinh Thành. Một năm sau, bốn phương lấy chính sự của ông làm khuôn mẫu. Năm Lỗ Định Công thứ 10, tức 500 trước Công Nguyên, ông phò vua Lỗ đi phó hội với Tề Cảnh Công ở Giáp Cốc. Nhờ vào tài ngôn luận và ứng đáp kịp thời, vua Tề rất khâm phục và trả lại nước Lỗ ba khoảnh đất ở Quy Âm mà Tề đã chiếm của Lỗ từ mấy năm trước. Qua năm sau, Đức Khổng Tử giữ chức Tư Không, rồi thăng lên Đại Tư Khấu, tức Hình Bộ Thượng Thư, coi việc hình án. Ông đặt ra luật lệ để cứu giúp kẻ nghèo khổ, lập ra phép tắc, định việc tống toán lớn nhỏ có trật tự, trai gái không lẫn lộn, gian phi trộm cắp không còn nữa, xã hội được an bình thịnh trị. Sau 4 năm, Lỗ Định Công phong ông lên làm nhiếp tướng sự, tức tướng quốc, coi việc chính trị trong nước. Ông cầm quyền được 7 ngày thì tâu với vua Lỗ xin giết gian thần Thiếu Chính Mão để chỉnh đốn quốc chính. Ông chỉnh đốn kỷ cương trong nước, dạy dân những điều lễ nghĩa liêm sĩ, nên dân không còn nhiễu loạn mà chính trị mỗi ngày được tốt lên. Sau 3 tháng nước Lỗ trở nên thịnh trị. Ứng dụng trong kinh doanh, Henry Ford thất bại đơn giản là một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng bằng một cách thông minh hơn. Không ngừng sáng tạo thì sẽ không bị diệt vong là một trong những câu nói để đời của Henry Ford, ông hoàng xe hơi của nước Mỹ. Thất bại, nối tiếp thất bại, thậm chí bị phá sản với công ty đầu tiên và bị ép rời khỏi công ty thứ hai mang tên mình. Nhưng Henry Ford không từ bỏ lòng đam mê với máy móc, vẫn liên tục nghiên cứu chế tạo ra nhiều mẫu xe hơi mới và cuối cùng thành công rực rỡ với Ford Motor Company. Henry Ford được mệnh danh là ông hoàng xe hơi và được tạp chí tài chính Forbes bình chọn đứng thứ 7 trên 10 người giàu nhất lịch sử thế giới. Đồng thời, Henry Ford được tạp chí Forbes xếp hạng là người đứng đầu trong số 20 doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất thời đại, cùng với Nobel, Morgan, Rockefeller. Kế thứ năm chính, lùi để tiến tới. Diễn giải: người giỏi dùng thiên hạ xưa nay, tất phải lượng định quyền trong thiên hạ, phải phân biệt nặng nhẹ, mạnh yếu. Bậc hiền minh thường tránh kẻ mạnh tạm lùi để tìm cách tiến công. Điện tích: Tôn Quyền nhẫn nhịn cho Lưu Bị mượn Kinh Châu để tránh chiến tranh Đông Ngô Thục Hán bất lợi trong thế chân vạc. Trong thời gian đó, Tôn Quyền chuẩn bị mưu sĩ và binh lực và chọn thời cơ phù hợp để phản công lấy lại Kinh Châu. Trong khi Quan Vũ chủ quan bỏ trống thành Kinh Châu để mong cướp thành mới lập công. Điện tích: vua Quang Trung kế giả thua để quân giặc kiêu ngạo. Năm 1784, theo yêu cầu của Nguyễn Phúc Ánh, vua Xiêm là chất tri cho tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương mang 50.000 quân và 300 chiếc thuyền sang Gia Định để giúp Phúc Ánh. Quân Xiêm đánh chiếm Rạch Giá, Ba Thác, Trà Ôn, Mân Thích, Sa Đéc. Phò mã Tây Sơn là Trương Văn Đa mang quân đón đánh, bị quân Xiêm đánh cho đại bại. Được tin quân Xiêm vào xâm lược Gia Định, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn lại mang quân vào Nam. Ông biết rằng phải làm cho quân Xiêm lộ rõ bộ mặt xâm lược của chúng, khiến cho nhân dân chán ghét chúng thì mới có thể tiêu diệt chúng được. Vì vậy, Nguyễn Huệ không đánh quân Xiêm mà chỉ vừa đánh vừa lùi. Quân Xiêm thấy chúng đánh đâu thắng đấy, sinh ra kiêu ngạo. Chúng ỷ thế cậy đâm, đi đến đâu cướp bóc của người dân đến đấy. Chúng gây ra nhiều sự tàn ác, làm cho nhân dân đều oán giận và chỉ chờ mong quân Tây Sơn đến để tiêu diệt. Khi nhân dân chán ghét và căm thù quân Xiêm, Nguyễn Huệ mới nhủ chúng vào rạch gầm rồi thả phục binh ra tiêu diệt chúng. Ứng dụng trong kinh doanh: Vinasoy và chiến lược đại dương xanh. Thương hiệu sữa đậu nành bao bì giấy Vinasoy được Brand Việt Nam đánh giá là một doanh nghiệp đã thực hiện rất hiệu quả chiến lược đại dương xanh, khi mọi hoạt động của công ty dường như chỉ xoáy vào việc trả lời câu hỏi làm thế nào để tạo ra khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cuộc chiến cạnh tranh từ các đối thủ. Đồng thời, có thể đánh giá chiến lược đại dương xanh từ Vinasoy là khá hiệu quả khi công ty này đã bám chắc ba đặc điểm của một chiến lược tốt. Theo Chan Kim, chủ tịch nhóm tư vấn Boston và là cha đẻ của lý thuyết về chiến lược đại dương xanh, đó cũng chính là ba chân kiền tạo thế vững chãi cho công việc làm ăn của những công ty như Vinasoy.
Cụ thể là sự tập trung, sự khác biệt và slogan có tính thuyết phục. Duy nhất đậu nành, riêng dành cho bạn. Chỉ cần đọc slogan đầy thuyết phục này của Vinasoy cũng có thể thấy được ý chí mãnh liệt của doanh nghiệp trong việc tập trung vào ngành sữa đậu nành. Các động thái của Vinasoy hoàn toàn diễn ra tại Quảng Ngãi. Và chính điều này đã tạo cho Vinasoy một lợi thế bất ngờ vì các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hầu như không để ý đến. Chứ lùng bé nhỏ mặc sức vẫy vùng, âm thầm chinh phục người tiêu dùng và thị trường. Và khoảng những năm 2010-2011, khi các đối thủ cạnh tranh nhận ra sức mạnh của Vinasoy thì đã muộn. Vinasoy đã có đủ thời gian để phát triển vững chắc và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về sữa đậu nành bao bì giấy trên cả nước với tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2003 đến 2011 lên đến 161% trên năm, chiếm 50% thị phần tiêu thụ vào năm 2010, vọt lên tới 73% năm 2011 và 75% năm 2012. Kế thứ 60, muốn lấy phải cho. Dục thủ phản giữ. Diễn giải: muốn chiếm lĩnh được gì của đối phương thì trước hết phải đáp ứng phần nào ý muốn của đối phương rồi mới lấy được cái mình cần. Điển tích: thuở xưa, để lấy lại cơ đồ đã mất, Việt Vương Câu Tiễn buộc phải làm thân nô bộc tại đất khách quê người, đem cống nạp Tây Thi cho Ngô Vương phù sai hòng giữ lại mạng sống mà phục quốc báo thù. Ứng dụng trong kinh doanh: điều này cũng tương tự như chuyện muốn câu được cá thì phải tốn mồi. Đây là một cơ mưu của hành động biện chứng. Bạn có thể bắt gặp phương pháp này rất nhiều trong các chương trình nhằm PR của các doanh nghiệp, thông thường để gây thiện cảm với khách hàng, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Các chiến lược là đánh vào các hoạt động hỗ trợ trong hội, các hoạt động thiện nguyện, các chương trình khuyến mãi. Họ chấp nhận cho đi và cái nhận được chính là sự đón nhận của đại đa số quần chúng. Đây cũng là một nguyên tắc tất yếu của quy luật nhân quả, cho, nhận. Nó không chỉ là nguyên tắc hành xử bên ngoài mà còn cần thiết trong nội bộ mỗi doanh nghiệp. Bạn muốn tất cả nhân viên làm việc hết lòng hết sức, trước hết bạn phải thể hiện sự đãi ngộ đối với họ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn chuông và đăng ký để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.